sẽ sang cái phần tiếp theo là ta sử dụng các cái cao ở dạng cao cấp hơn, đó là hàm d cao, d cao. Đúng không ạ? Thế d ở đây là gì? D ở đây là database, d cao nghĩa là đếm trong cơ sở dữ liệu, và đương nhiên nó cũng đếm đếm số. Và d cao a, d cao a thì cũng là đếm trong cơ sở dữ liệu. Thế thì đến cơ sở dữ liệu như nào thì ta có thể có một số ví dụ để ta hiểu được luôn mục đích luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tập dữ liệu đây, ví dụ là ngày chứng từ và số chứng từ, đúng không ạ? Thế bây giờ ta muốn đếm những cái ông mà cái số chứng từ nó thỏa mãn một cái điều kiện gì đấy. Đây, đếm số chứng từ mà thỏa mãn một cái điều kiện gì đấy, thỏa mãn điều kiện gì đấy. Thế thì ta coi đây là cái cơ sở dữ liệu, đúng không ạ? Trong cơ sở dữ liệu này là có rất nhiều trường, ta đếm trường nào, đúng không? Thì đây, field là trường muốn đếm. Và thứ hai là trong cơ sở dữ liệu này thì có rất nhiều điều kiện, thì ta chọn điều kiện lọc là gì? Điều kiện lọc là gì? Thì là bên này, được chưa ạ? Thế ở đây đầu tiên là mình muốn ví dụ đầu tiên là đếm số chứng từ mà thỏa mãn một cái điều kiện. Thế thì mình click vào đây, cho công thức là d cao a là đếm thằng khác khác trống, được chưa ạ? Thì đếm ở trong vùng này, đúng không? Đếm ở trong vùng này, database đây. Đếm ở cột nào? Đếm ở cột G5, tức là số chứng từ. Đây, tên cột là số chứng từ. Số chứng từ. Điều kiện để đếm là gì? Là số chứng từ là có dạng như thế này, đúng không ạ? Enter. Ở đây, ta dịch ra là gì? Là đếm chứng từ mà có cái số chứng từ đó là xuất phát là 001, đúng không ạ? 001. Đây là có hai cái, đúng không? Thế ta muốn sửa lại là đếm phiếu thu. Đó. Thì lập tức là đây nó cho ra là 3, đúng không? Đây, có 1 phiếu thu, 2 phiếu thu, 3 phiếu thu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế thì nếu mà như vậy thì ta sẽ có một cái tip nhỏ nữa để cho ta hiểu được cái trường G này, đúng không? Ví dụ ở đây mình sẽ không phải là G5 nữa, mà mình sẽ thay sang, nó không phải đếm số chứng từ, mà trường đếm ví dụ là ngày chứng từ chẳng hạn, đúng không? Ngày chứng từ. Đó. Enter. Thế là ngay là nó chỉ ra hai thôi. Tại sao chỉ ra hai thôi? Vì phiếu thu thì nó là đây, 1 phiếu thu, 2 phiếu thu, 3 phiếu thu, đúng không? Nhưng mà cái đếm của ta nó là đếm khác trống, thì ở đây có một cái phiếu thu mà chưa có ngày. Vậy đây thì đây nó sẽ chỉ ra được là 2. Vậy cơ hội thực ra là đếm những cái chứng từ mà có là PT sao, và đương nhiên là cái ngày chứng từ là phải khác trống. Đó. Thì việc làm này ta sẽ có rất nhiều linh động, đúng không? Ta có thể đếm những ông mà chứng từ của tháng 12. Tháng 12 thì có thể là sao, chấm 12, chấm sao. Đó. Và công thức của ta nó chạy ra rất là luôn và rất là linh động. Nó không phải mất công làm công thức phức tạp. Thế tiếp theo chúng ta là đếm chứng từ mà nó chưa có ngày, đúng không ạ? Chưa có ngày. Đấy. Đếm chứng từ chưa có ngày. Thế ở đây chúng ta là lại kích vào đây, bạn nhìn giúp mình là đếm cái vùng này. Và đếm ở cái trường nào? Đếm ở cái trường đây. Có cái tên là ngày chứng từ, Và điều kiện đếm là gì? Là F5 đến F6, tức là đây, là ngày chứng từ là thỏa mãn điều kiện ở phía dưới này. Đúng không ạ? Rồi. Và ở đây vì là D cao A, đúng không ạ? Thì ở đây là ta có D cao A. Tức là có 1, 2, 3, 4, 5, 5 ngày có, đúng không? Thế mà nếu mà ta muốn cố định một cái ngày nào đấy, thì ta có thể gõ vào đây, ví dụ. Để hiểu hơn thì ta có thể cho format. Đó, nó sẽ bị lẫn ngày, đúng không? Ta gõ lại. Đó, 12, 4. Đã có một ngày, đúng không? 14 có một ngày. Ta sợ thành 6. Đó. Thì nó có 2 ngày, Đó, thì để giúp ta là đếm nó có ngày, Và bản như này. Thế nếu ta muốn nâng cao hơn, tức là ta đếm một cái chứng từ có bao nhiêu chứng từ phát sinh tại một cái ngày 12 của hàng tháng chẳng hạn, hay là ngày mùng 5 của hàng tháng chẳng hạn. Thì ở đây cái cột này là cột ngày.
thì nó lại có cả ngày tháng năm thì rất khó đúng không? Thế thì rất đơn giản lại thêm một cột phụ, và mình làm một cột phụ là một ngày, và nhìn giúp mình đây là có ngày, và mình để lại là year year month month đây đây đúng không? Thế thì ở đây sẽ là 2014, 12, 06, và dùng cột phụ này ra đếm, khi đó cái ngày sẽ là cuối cùng này đúng không ạ? Thì ta lại tích vào đây, ta đếm trong cái vùng cơ sở dữ liệu như thế này, cơ sở dữ liệu như thế này, đếm ở cột ngày, đếm ở cột ngày, và điều kiện nó là E5, E5, E6 đúng không ạ? Là điều kiện thỏa mãn là như thế này. Theo đây mình sẽ đề là sao 05, thì nghĩa là cái ngày cuối cùng là 05 đúng không? Ta vừa học rồi, vậy là có hai ngày là 05 đúng không? Thế mà ta muốn đếm là có 5 thì là 2014. Sao? Đó, thì đang 14. Ta muốn đếm của tháng 12 thì ta chú ý là có thể là dùng sao 12 sao đúng không ạ? Nhưng có thể nó bị lẫn lẫn lộn lộn lung tung thì ta có thể thay bằng một cái rất quan trọng là đây, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, đã 14 ký tự và chấm hỏi đấy. Thì lại đếm nó ta, lại đếm nó ta là trong tháng 12 đây, ví dụ 1 đấy, thì nó giảm đi, nó còn 4 đó. Sau đó ta có thể kết hợp bằng một cái đếm tổng quát, đó là sử dụng hàm d sao à. Ví dụ ta đếm cả cái vùng vùng này, ta chỉ muốn đếm ở cái cột số chứng từ thôi, và điều kiện đếm của ta lần này ta chơi là cả cả cái vùng này luôn, ta tất cả các điều kiện ta đóng ngoặc lại, enter đó. Nào thì khi ta xóa hết đi đó, thế ta đếm phiếu thu, đếm phiếu thu đó, đếm phiếu thu tại ngày 05 đó, đếm phiếu thu tại ngày 06 đó, thì ta cần điền vào đây điểm phiếu thu tại ngày 10 đó, thì là ta đếm đếm vào đây và thấy rằng là công cụ hỗ trợ ta rất là linh động để cho ta có thể đếm được rồi. Ở phía dưới này, chúng ta học tiếp theo một cái dạng cao đếm nữa, đó chính là cao ở trong gọi là subtotal, Thế cái bài toán này nó sẽ xuất phát từ một cái nhu cầu như sau. Thông thường khi chúng ta sử dụng cái hàm đếm đếm bình thường đúng không ạ, thì ta gõ là cao, ví dụ A đếm ở đây đúng không ạ, đóng ngoặc lại. Sau đó ở các vùng khác nhau thì ta phải sửa đúng không, đó và bằng cao A đó. Thế khi đó thì ở phần phía tổng chứng từ ở lên này thì ta lại phải một là ta muốn đếm tổng ở đây rất khó, ta phải sử dụng là cộng, hàm cộng, cộng này lại, rất là phức tạp, và nếu mà có rất là nhiều ta sẽ bị nhầm đúng không ạ, bị nhầm. Như vậy ta có cách nào khác không? Ta có cách là ta có thể sử dụng được một cái phương pháp đơn giản hơn, đó là sử dụng hàm hàm subtotal. Đây mình dùng hàm subtotal. Đấy, chọn đây là cao, ví dụ cao A. Và vùng ở đây đếm là vùng phía dưới này. Đó, lại bằng subtotal. Đó, lại cao A, vùng ở phía dưới này. Đó, lại dùng bằng cao A. Đó, và subtotal. Đó, và vẫn là cao A, và đếm ở vùng phía dưới này đúng không ạ? Tuy nhiên khi ở tổng chứng từ ở phía trên này, chúng ta có thể vẫn làm một cách rất đơn giản là chúng ta không cần phải cộng, mà chúng ta có thể vẫn dùng luôn hàm subtotal đó và cao A, và áp dụng luôn trên cả cái vùng này luôn, enter đó. Dữ liệu ta vẫn ra là 6 mà nó sẽ không đếm những cái công thức mà nó có chứa subtotal.
Như vậy công thức này giúp cho ta rất là tốt, đếm rất tốt, nó không bị phải cộng nhiều nơi và sẽ gây ra nhầm lẫn, thiếu sót trong quá trình đếm. Hơn nữa, khi chúng ta sử dụng Enter, đó, người ta chọn, ví dụ chọn tổng chứng từ của ngày mùng 6. Ok, đó, thì cái dữ liệu của ta nó sẽ tự động cộng ra ở trên trên cái vùng này thôi, đúng không ạ? Nó tự động cộng ta trong cái vùng liệu mà ta được filter thôi, chứ nó không phải là nó cộng tất cả như ở chỗ khác. Thế khi mà ta lọc dữ liệu như vậy thì cái tổng và cái trên nóc của chúng ta nó cũng sẽ luôn luôn là đẹp và in được luôn, không nhất thiết phải ta phải cộng lại. Thì cái việc này là rất là tốt khi mà ta sử dụng cần in các cái danh sách mà sau khi đã filter ra và các cái trường tổng hợp thì nó vẫn tổng hợp chỉ trên vùng dữ liệu đã được filter thôi. Vâng, thưa các bạn, thì đấy chính là tổng quát các cái nội dung cần học với các cái hàm cao, cao A, cao blank, cao if, cao if s, đúng không ạ? Cao A và D cao và D cao A với cao trong sub total ở trong Excel. Với cao thì nó sẽ đếm số, cao A sẽ đếm khắc trống, cao blank thì là đếm trống, cao if đếm điều kiện, D cao và D cao A là đếm trong cơ sở dữ liệu. Và cao trong sub total nó giúp cho ta đếm phần dữ liệu đã được filter, và đặc biệt nó sẽ không đếm các ô mà nó có chứa cái sub total. Và mình cũng đã làm một cái bài thơ vui, đúng không các bạn, để chúng ta có thể dễ nhớ các hàm này luôn. Muốn đếm thì phải dùng cao, nhưng nhiều hàm quá, biết sao hàm nào. Cao thì đếm số thôi nha, họ tên mà đếm chẳng ra cái gì. Tức thì dùng cái cao A, chỗ nào không trống đếm ngay hàm này. Loay hoay một lúc rồi xoay, hàm cao banh đếm ra ngay trống liền. Thế tiền mấy món đếm sao cho đủ, ngày tháng cho theo khách hàng, phũ phàng điều kiện nhập nhàng, chơi nhây cao ít SC xong luôn. Và đây chính là bài tập để bạn tập hợp ôn tập lại các hàm cao. Bạn thực hành những phần đã hướng dẫn và hãy thử kiểm nghiệm xem mình đã đủ trình độ để đếm duy nhất cho các bài toán sau. Ví dụ đếm ngày có phát sinh chứng từ, ngày phát sinh từ, đúng không ạ? Đếm số ngày có phát sinh chứng từ thu và đếm số ngày phát sinh chứng từ chi, đúng không ạ? Bạn hãy thử sức mình với bài tập này xem sao nhé.